Chắc em phải đưa gần xíu để muỗng nhỏ. Có ca mà ngoài cộng đồng là rầu đấy. Khỏi học. Ai có ai làm đâu chị. Ai cũng rứa hết mà. Kinh tế bị trình, bị dừng hết. Về quê hết rồi mới chưa cho hoạt động lại mà. Khi mua cho rồi mới dám làm đông, chứ làm đông quá mất công vô hốc nữa. Chăm lắm luôn á chị, chăm lắm luôn á. Cái gì chăm không mới đẹp chứ, còn thả ra mà không đẹp thì thôi chứ. Em dùng 6 năm rồi chị. Cái đó là ăn trị mụn trị thâm luôn chị. Dạ không, trần nha chị dùng loại khác. Mắt cũng không rời luôn. Có nói nhiều không anh? Hay xui đi, trời mệt quá thở không nổi. Cũng bình thường. Đang bay hà nhiều à? Thì đắt xô ghê nè.
mặt chị đàn không? Em nấp mặt. Hơi đau nha. Không, nó bé. Mấy phút rồi hả? Được 10 phút là anh kia qua giờ. Từ từ rồi, phải suy nghĩ từ từ, nó sắp từ lát tay mà phải từ từ.
hồi nãy mà em làm đó chị kìa, mà chị kêu da đỏ đỏ đó, mà chị biết đang không, cái cổ anh bị 2 năm rồi, anh kêu mấy mụn bên mình 2 năm rồi, mà anh y chang giống cái ông mà bị mụn bụng đó chị, bị chứ. mụn mụn mà giống giống như cái mụn bụng của cái ông mà mình chốt cái này, chị cho cái mặt này. Của dây 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 đó là châm ra là những khó khăn chị đang thế thôi sẽ là kiểu như đồng y thế nào đó. Chị không làm cô nó lằn mô nên chị không biết. Làm lâu không? Sẹo không là sẹo. Hai người bên về rồi đúng không chị Ali? Trong phòng người nữa. Hệ là tối nay ăn món chi hệ? Qua nó ăn món gì? Hồi đó có cua không chị? Mọi người ăn chi thì mình ăn cho mình. Không có cua có chứ. Ăn cua đi anh. Ăn cua hay? Mình đi mình cứ ăn, mình ăn còn cái chân rồi không ăn được. Trường mình ăn ghê không? Ăn cua đi. Cua là lạ. Mà không biết có cua ngon hay không thôi chứ. Ăn xong về cua thêm ăn nữa. Tiền mô ra ăn cơm. Về máy. Của cái nó về lại rồi hả? Dạ. Của chị trừ ra hai. Mới về hôm qua à? Hôm qua thằng con sinh nhật của nó. Tháng sau này, tháng này cũng tháng này là tệ lắm luôn đúng không? Đầu ngon kìa, tháng đầu do mình đập vô, giờ cần kia là mình làm cánh đồng hơn nhiều, mình tập trung mấy món nhiều quá, đậu chỗ đi. Nhiều thì nên làm sơ trước đi hả? Chứ không chị qua là công. Mà nhiều khi bé này cũng nó đi chứ cũng nhanh hả? Chịu.
khó chịu vậy ta.